Xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video của em. Hôm nay em giới thiệu bác một con máy máy lạnh của hãng Mitsubishi. Đấy, dòng mắt niếc các bác nhé, mắt niếc ở giữa đây. Có lẽ công suất thì nó chỉ nắp phòng khoảng 10 đến 15 mét quay trở lại thôi các bác. Đấy, này xài ok. Con này thì hiện tại đang lắp, thật sự thì cái phòng này của em nó cũng khá là rộng thôi nhé. Phòng này khá rộng. Đó. Thì ở bên em lắp thì một bên thôi, mà thường là nó chạy sang hai bên. Đấy. Một phòng này, 1 2 3 4 5 viên gạch thôi nhá. 3 mét. Chỗ này là 3 mét này. Đấy. Gần được 5 viên nhưng mà em cứ tính 3 mét cho nó dễ đi. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 viên. 10 viên ấy. Tính khoảng chỗ cắt, có chỗ cắt nữa thì em tính là 5,5 mét thôi. Đấy, 5,5 mét. Đó, tính 5 mét đi cho nó tròn. Đó, 5 mét và cái bề ngang của nó là 3,5 mét các nhá. Đấy, 4 mét đấy. 1 2 3 4 5 6 7. 7 viên á, 7 6 4 2 bính 4 mét đây. Đấy, 4 mét thì trừ mấy cái khúc kia mất một chút xíu nữa. Đấy. 20 mét đi. Đấy, phòng này khoảng 20 mét vuông. Đấy. Em chạy con này. Đấy. Thì theo kia bác nghĩ thì nó có thể là nó không đủ bác nhá. Đấy. Thì dòng máy giữ dòng máy full chức năng và dòng máy bình dân, nghĩa là dòng máy dòng cơ bản bình thường ấy, thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn các bác nhá, khác nhau hoàn toàn. Đấy, dòng full chức năng thì cái dàn đồng của nó nhiều hơn. Đấy. Kể cả từ cục lạnh tới cục nóng tất cả nó đều nhiều hơn, nên là tại sao máy nó lại mắc tiền hơn rất là nhiều so với những cái dòng máy bình thường các bác nhá. Còn bác nào trải nghiệm rồi thì sẽ biết thôi. Đấy, còn bác nào chưa trải nghiệm thì mình hãy trải nghiệm qua. Đấy. Còn với cái phòng như thế này, nếu mà bác lắp 1 2 3 4 5. 5 viên, 5 viên là ngang là nó khoảng 3 mét. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy. 7 6 4 2 nữa. Đó, em tính 4 mét. Đấy. Là khoảng 12 mét vuông các nhá. Đấy. 12 mét vuông, cái trần này là trần 3 mét nhá. Trần này em đóng 3 mét. Đấy. 3 mét hay là 2,8 gì đó, 2,8. Đó. Cái này thì nó có một cái lợi thế. Đấy. Nghĩa là nó có thể bị nóng nhanh hơn so với tường gạch các bác nhá. Đấy. Nhanh hơn so với tường gạch. Đó. Nhưng mà nó chỉ là nóng ở phía ngoài thôi, còn phía trong nó ít khi nó bị nóng các bác nhá. Nó cũng có bị nhưng mà ít. Cái này em là tấm 5 phân. Đó. Còn cái phòng này đấy, nếu mà múng 15 mét vuông thì con máy này nó chạy một chút thôi là các bác mát cái phòng ngay lập tức rồi. Đấy. Tại vì là cái tấm ba len này nó rất là lợi thế, nó cách nhiệt rất là tốt và nó mất nhiệt cũng rất là nhanh. Chẳng hạn như nó có thể nằm chơi vơi ở trên trên trần, đấy, trên đầu, nhưng mà nó chỉ một chút xíu mất nắng là nó sẽ mất ngay. Đấy, nó rất là hay. Còn cái tường gạch thì nó sẽ ngấm nóng ở trong đó rất là lâu, đấy, thời gian dài hơn. Đấy, nên các bác lưu ý nhá, con phòng này thì bác dùng được khoảng 10 15 mét vuông. Em nghĩ không phải suy nghĩ các bác nhá. Đó, con này mắt niếc này, nó sẽ niếc qua nước rẻ. Đấy, nó cứ niếc qua nước về để cảm biến. Đấy, cảm biến người ấy. Đấy. Cảm biến chuyển động. Máy thì chạy cực êm nhá. Con này là đời sản xuất vào năm 2011, đầu nó nặng 13 kg. Đó, của hãng Mitsubishi. Đấy. Em đang chạy nhiệt độ là có 26 độ C thôi các bác nhá. Đấy, chạy 26 thôi. Cửa gió rất là mát. Và máy nhật thì nó khử mùi hết toàn phần rồi, nên là mình gần như mình không có ngửi thấy bất kỳ một cái mùi gì khi mà nó phả ra từ đây bác nhá. Đấy. Đây, trên này phía trên của nó. Đó. Em ít vệ sinh lắm mà, em cứ để nó nguyên bản nắp lười vệ sinh. Đấy, vệ sinh máy thôi chứ còn ngoài em cũng không quan trọng, và máy nó chạy ngon là được. Máy chạy rất êm nhá. Con này nó có lựa chọn được cả độ ẩm nữa các bác nhá. Đấy, tăng giảm được độ ẩm nữa cơ. Đấy, 50 là 60 70 gì đó. Đấy, Mitsu này khá hay, có chỉnh được độ ẩm. Còn chức năng chính của máy thì đây là tắt này, đây là tăng giảm độ ẩm và tăng giảm của nhiệt độ ha. Và nhiệt độ này, tăng giảm 50.51. Và đây là nằm lạnh, đây là hút ẩm, đây là sưởi. Đó, sưởi miền Bắc thì rất là ok và hút ẩm. Đấy, tính năng này. Những cái tính năng thì gần như ở những cái máy ở Việt Nam này, chưa có máy nào có bác nhá. Chưa có máy nào có đến thời điểm hiện tại, mặc dù Nhật nó sản xuất, nó dùng cách đây rất là lâu đời rồi. Đó, chạy rất là êm bác nhá. Đó. Rất là mát luôn. Đây cái cục nóng đây.
đây, cục nóng đây các bác nhé. Mitsubishi 28 kg, chạy giờ 410 các bác nhé. Cục nóng của nó đây. Mitsubishi thì nó được nổi tiếng là bền này các bác. Ở trong phía Nam thì dùng Mitsubishi rất là nhiều. Đấy, Mitsubishi và Tô. Đấy, em cũng dùng thử, nghe dùng tất cả các loại hãng luôn. Em dùng đều dùng hết bác nhé. Thì em có so sánh tất cả các hãng với nhau này, cảm nhận. Thực sự giữa dòng phun chức năng thì nó không hơn nhau mà không hơn nhau. Hãng Nhật bên dùng nó dùng tiêu chuẩn hết rồi. Cứ hãng nào nó cũng vậy, có lợi thế này, có lợi thế kia, được cái này, được cái kia nhá, chứ không có thằng nào được toàn phần đâu các bác ạ. Đấy, do mình sử dụng rồi, mình thích như thế nào rồi. Chứ còn thực tế không có được toàn phần hết đâu. Đấy, bên này là rất là mát rồi nhá. Đấy. Thì bác muốn ngủ máy lạnh Nhật ấy thì mình sẽ thêm một cái quạt như thế này. Đấy. Mình sử dụng số 2. Đấy, cái quạt nửng thì là nó rất là mát các bác nhá. Đấy, gió của nó sẽ đưa đi, ví dụ thằng kia nó phả hơi lạnh xuống quát, nhưng ở đây nó lạnh này, vị trí này lạnh ngay lập tức luôn nhá. Nghĩa là cái vị trí thẳng đối diện với máy lạnh ngay lập tức rồi. Đấy, chỗ này em đang lạnh rồi. Đấy, còn mình sẽ sử dụng cái quạt này. Đấy, để nó đưa gió, như là khuếch tán cái gió nó đi xa hơn. Đấy, nhanh hơn. Ví dụ cái quạt nó nằm ở vị trí đối xứng với cả cái không cần đối xứng các bác nhá, kể miễn sao ở một vị trí trong phòng là được rồi, là cái gió này nó đã thổi được tất cả máy gió đi cho tất cả mọi người xung quanh phòng các bác nhá. Đấy, nên là phòng nó rất là mát. Ok, để em lấy một cái đồng hồ lên em sẽ đo nhiệt độ cho các bác coi nhé, nhiệt độ phòng bây giờ nó đang bao nhiêu. Ok các bác nhá, trong phòng bây giờ đang rất là mát, cực kỳ là mát. Đấy, em đang cầm cái đồng hồ đo nhiệt độ lên để kiểm tra. Đấy. À, nhiệt độ đang xuống nhá, tại vì này em vừa mới cầm cái đồng hồ lên thôi. Đấy. Từ từ nó mới xuống được các bác nhá. Đấy, phòng rất là mát các bác nhá. Phòng nó đã mát lắm rồi. Tại vì là cái quạt này nó khuếch tán gió đi. Đấy, bởi vì cái phòng này nó 3 mét ngang. Đấy, và 4 mét dài, 12 mét vuông, cao trần cao là 2,8 mét. À, cái tấm này chắc em đặt đúng là 2,8 luôn, địch kịch trần nhá, 2,8. Đấy. Em chỉ cần như vậy thôi là nó đủ rồi, chứ không cần nó quá cao. Bởi vì cao cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Đấy. Nhìn nó thoáng thật thôi nhưng mà nó cũng không có tới mức phải dùng nó quá cao như vậy. Thì chung cư bây giờ người ta còn làm xuống nữa tận có 2m1, 2m2. Đấy, cái gió này nó quạt của Nhật rất êm. Đấy, bác có điều kiện thì mua những cái quạt nhiều tiền, còn không thì cứ tầm trung trung hơn triệu, 2 triệu đổ lại mình có một cây rồi. Đấy. À, tại sao quạt Nhật nó cũ vậy, nó vẫn còn đắt vậy? Tại vì cái độ êm của nó cực kỳ êm luôn. Còn không thì bác có thể mua quạt mới. Đấy, quạt mới thì bác mua với tầm khoảng 2 triệu, 3 triệu thì nó mới êm được. Còn mà quạt mấy trăm ấy, dưới 1 triệu thì khó nó có thể êm được lắm các bác ạ. Đấy. Ok, mà gió rất là mát. Đấy. Người mà ngủ như thế này phát là mình mát được ngay bác nhá. Nên là bật quạt, bật máy lạnh lên, bật quạt lên cái là mát được ngay. Đấy. À, nhiệt độ phòng bây giờ đang xuống 28 độ, 28,2 độ quá. Đấy. Thì hiện tại thì cái máy thì em đang cài nó là 25 độ bác nhá. 25 độ nghĩa là cho máy chạy 25 độ. Đấy. Thì từ bấy giờ thì mới chạy được có bao nhiêu phút đấy các? Đấy. Nói chuyện các bác được bao nhiêu phút đó? 9 phút mấy. À, phòng bên này, đấy, phòng bên này tất nhiên nó sẽ lạnh sau. Bên kia lạnh trước thì bên này nó sẽ lạnh sau bác nhá. Nhưng mà nó cũng đã mát rồi. Đấy. Tại vì quạt nó đưa đi. Đấy. Thì đúng ra con máy này chỉ phòng 10-15 mét vuông là ok thôi. Đấy, mình chạy như vậy là tận hơn 20 mét vuông rồi. Đấy. Thì đúng ra 15 mét thì tất cả vị trí xung quanh trong phòng này đã mát hết rồi bác nhá. Tại vì nhiệt độ bây giờ nghĩa là nhiệt độ đầu vào ấy. Đấy, bây giờ thì đang ở ngoài. Đây, bác thấy không? Nó xuống 27, nó đang xuống dần nhé. Cảm biến đang xuống dần đấy.
Đấy. Đấy, nhiệt độ bên ngoài hiện tại đang là 31 độ. Đấy, nhưng mà ngoài trời nó sẽ nóng hơn nữa các bác nhá. Đấy, đấy là nhiệt độ in này. Đấy, in đang là 31 độ. Đó, các bác thấy không? Con máy này thì mình có test thực tế đó. Đấy, để cảm nhận. Đấy, với cái lượng gió và cái phòng. Đấy, mình chạy như thế là ok rồi các bác ạ. Đấy, cái dòng phun chức năng thì cái máy nó to hơn. Đấy, cái dàn ống đồng nó nhiều hơn so với những cái máy dòng thường. Đấy, tại sao phun chức năng nó lại mắc tiền các bác? Nó gọi là vào phân khúc cao cấp ở bên Nhật này, nó có người ta cũng có tính toán hết rồi. Đấy, bình dân và cao cấp 27 độ đó. Ok các bác. Còn ở chỗ cửa gió thì tất nhiên nó rất là lạnh, cửa gió thì không nói rồi, đấy là mình đang nói nhiệt độ phòng thôi, nhưng cửa gió thì nó lạnh hơn rất là nhiều. Cửa gió thì lạnh lắm. Đấy, cho bác coi cửa gió nhé. Cửa gió thì nó xuống nhiệt độ nhanh lắm. Đấy, cửa gió đó. Đó, đưa vào cái nó xuống nhanh lắm. Đấy, xuống 20 độ. Em mới vừa đưa vào phát là xuống cả 5-6 độ liền ngay lập tức các bác nhé, xuống 19 độ luôn này các bác. Đó, cửa gió nó ra rất là lạnh các bác nhé, cảm biến của nó đây. Đó, nó sẽ xoay liên tục các bác nhé để nó kiểm tra. Đấy, môi trường xung quanh bên trong phòng. Đấy, bác nào ok cái dòng máy này thì alo cho em các bác nhé. Đấy, em sẽ có một cặp dòng này luôn. Đấy, thank you các bác nhé, cảm ơn các bác.